Đồ làm vườn em Thảo gửi một lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác. Và hôm nay nhà em đã về rất chi là nhiều hàng. Ở video ngắn này thì chủ yếu em sẽ đưa tới các bác những cái dòng kìm kéo đúc, những cái bộ kéo chất lượng nhất để các bác nhà mình làm cây cảnh, làm cây bonsai và các bác làm vườn. Đấy, và với mẫu kéo nào làm vườn thì em sẽ chi tiết thật kỹ để các bác nhà mình nắm bắt được nhé. Và số điện thoại của đơn vị em là 3 đầu số điện thoại kia. Các bác có thể liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo để em gửi mẫu cho các bác nhà mình được xem. Bộ kéo đúc trắng kìa, hôm nay em sẽ về được tầm độ 30 đôi nhá. Và cưa Nhật này, cưa lọng Nhật này, kéo bếp. Và với những bộ kéo này thì sẽ có bộ kéo mà mua một sẽ được tặng một các bác ạ. Mấy bộ cơ đấy nhá các bác nhá. Đấy, và với bộ kéo đầu tiên là bộ kéo đúc vàng này các bác này. Bộ kéo đúc vàng này thì chắc chắn là cũng đã rất lâu rồi các bác không thấy em đăng, bởi vì hôm nay mới về được các bác ạ. Và với bộ này thì đầu video em sẽ khuyến mại với cái giá rất chi là thấp. Trước kia thì các bác phải mua tới 400.000 và 350 một đôi. Ngày hôm nay ở đơn vị em Thảo sẽ đưa tới các bác sẽ là 200.000 đồng trên một đôi, gồm một cây cắt và một cây tỉa các bác nhé. Để bác nào làm cây cảnh mà đang muốn sưu tầm cái bộ này thì hôm nay thì em có mấy bộ thôi, không có nhiều. Đây các bác hãy đặt luôn nhé. Đấy, các bác nhớ lưu số điện thoại của đơn vị em Thảo về vào, để lúc nào mà đặt hàng mà chưa thấy hàng tới thì các bác có thể gọi trực tiếp để hỏi xem hàng tới đâu. Đấy. Và đôi kéo V9 thì là một cái đôi kéo đặc biệt mà đơn vị em một ngày gửi cho các bác rất nhiều. Và dòng kéo này thì thường là các bác làm vườn, cắt cành chanh, cành hồng, cành bưởi, cành cà phê. Đấy, thì các bác hãy lựa chọn đôi kéo này nhá. Và đôi kéo này thì giá của nó là bao nhiêu? Chỉ có 150.000 đồng. Các bác mua một cây cắt và được tặng theo một cây kéo tỉa V9 như thế này. Và cán của nó thì sẽ bằng thép hoàn toàn để cho các bác nhà mình cắt cành thoải mái luôn. Mở chốt kéo ở đây các bác này. Phần lưỡi kéo đây, các bác nhìn một cây kéo loại một thì với cái phần chế độ tự mài và phần lưỡi của nó, nhìn nó rất chi là khôn mắt và đẹp. Với cái chất thép này thì các bác cứ cắt thoải mái cho em nhé. 150.000 mua một kéo cắt, tặng một kéo tỉa như thế này. Đấy, các bác có thể mua kèm theo, ví dụ như là kết hợp theo một cây cưa cành to như thế này nữa, kết hợp cùng bộ như này. Em sẽ đưa tới các bác là 220.000, miễn phí ship tới tận nhà luôn. Một cây cưa 26 cm. Đấy, còn nếu các bác không thích cái cưa đấy, các bác có thể đổi lấy cái cưa hai lưỡi này nhá. Đổi lấy cái cưa hai lưỡi này. Đấy, thì giá của nó cũng vẫn là 220.000. Các bác nhớ chụp ảnh màn hình vào gửi cho em qua Zalo nhá, để em tư vấn các bác cho được kỹ. Và tiếp tục là tới bộ kéo đúc. Bộ kéo đúc này thì ngày hôm nay em cũng giảm giá rất chi là sâu. Một bộ kéo thì gồm có một cây kéo tỉa bướm và một cây kéo đúc thép đúc đen. Thép đúc đen đặc này các bác này. Dòng này thì các bác làm cây cảnh thì các bác lên lựa chọn nhá. Còn làm vườn thì các bác sẽ sử dụng như là cái đôi V9 vừa nãy, hoặc là những cái dòng kéo Japan ở trên kia. Một chút em sẽ lên tới cái dòng kéo đấy để chi tiết cho các bác nhà mình được biết. Đấy, và với một cây kéo này, các bác hôm nay thì mua kèm thì với một bộ đôi này mọi hôm thì là 400. Ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho các bác 100. Giá sẽ còn là 300.000. Đấy, bác nào mà đặt ngay ở cái video này, để sắp sửa mừng 30 tháng 4 thì em sẽ đăng tải những cái dụng cụ rẻ nhất để các bác nhà mình được lựa chọn. 300.000 một đôi, em miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn nhé. Một cây tỉa này tỉa 20 cm đấy các bác ạ. Đấy, và cây cắt này cũng 20 cm. Với cái phần lò xo và với cái phần thép của nó cực khỏe để các bác nhà mình cắt thoải mái cho em. Đây các bác nhá, các bác nhìn kỹ con này. Đấy, hàng công nghệ Japan. Và một cây kéo tỉa bướm cũng là hàng Japan. Đấy, và tới bộ kéo đúc này nữa nhá. Bộ kéo đúc này thì hôm nay thì cũng giảm giá cho các bác luôn. Một cái chương trình giảm giá mà chưa bao giờ rẻ như vậy. Bác nào mà đã xem được thì hãy mua ngay ở cái video này. Một đôi này gồm một cây cắt và một cây tỉa này. Asaki tay thép đúc. Đấy, bác nào mua ở video này giá cũng sẽ là 200 trên một bộ đôi này các bác nhá. Đấy, các bác hãy đặt hàng luôn để em sẽ đưa tới các bác một cái bộ dụng cụ kéo cắt và kéo tỉa tốt nhất và giá sẽ thấp nhất luôn cho em. Đấy, và tới kìm cắt dây nhá. Nếu như các bác mà sử dụng để cắt dây nhôm kìa, đại lý em dây nhôm các bác nhìn kìa nhá. Các loại dây nhôm từ 1 tới 8 đi luôn, đất Nhật Akama. Đấy, và cái kìm cắt dây này, đây là loại 1 chuẩn nhá. Loại này nó sẽ có 2 loại các bác ạ. Em đưa tới các bác giá khuyến mại sâu nhất là đang bán 150. Hôm nay em sẽ giảm giá là còn 100.000 một cái kìm cắt dây này. Đấy, và tới bộ kéo thép đúc này. Bộ kéo thép đúc đây các bác ơi. Đây là một bộ kéo thép đúc mà em mong chờ rất chi là lâu rồi. Với đôi kéo thép đúc này thì nó là thép đúc trắng trong, lò xo ngang cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, đôi này hôm nay em sẽ giảm giá sâu cho các bác. Giá sẽ là 300.000 trên hai cây đấy nhá. Trước là 450 đấy ạ. Và hôm nay sẽ là 300.000. Đây là một cái chương trình giảm giá sâu nhất. Nếu như bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ luôn tới đơn vị em. Đấy, đầu số điện thoại thì không biết các bác có nhìn rõ không ạ? Kia nhá, 3 số điện thoại. Đấy, và lên tới phần trên này thì một cái chương trình khuyến mại nữa tới các bác là mua 2 sẽ tặng 1 luôn này các bác này. Và lại còn được giảm giá đây các bác nhé. Bộ này thì trước em đang đưa tới các bác là 300.000 một bộ, gồm có 3 cây. Thì là có nghĩa là một cây 34 và một cây 30 này. Tặng theo một cây kéo tỉa 24 là 300. Ngày hôm nay bác nào mua em sẽ đưa tới các bác với cái giá sẽ là 250.000 đồng trên một bộ ba như này. Và em sẽ miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn nhé. Một cây 34 cm, một cây 30 và một cây 24. Tất cả các bác làm cây cảnh mà chưa biết tới cái bộ kéo 3 cây này thực sự rất chi là tiếc. Bởi vì em đã cung cấp cho tất cả đất nước, và bác nào làm cây cảnh thì cũng sử dụng cái bộ ba này. Đấy, và giá của đơn vị em thì bao rẻ luôn cho các bác nhé. Đấy, và tiếp tới là em sẽ đưa tới các bác là kéo bếp đi. Trong bếp này các bác rất chi là cần. Thì hôm nay em về cái kéo bếp công nghệ Đức này. Cái này mọi khi là 250.000. Hôm nay giảm giá cho các bác là còn 150.000 trên một cây. Đấy, kéo này là kéo công nghệ Đức cho các bác nhé. Cắt thịt gà, thịt vịt, kéo này kéo làm ở trong bếp chứ không phải kéo làm ngoài vườn nhé. Đấy, cho nên là các bác hãy lựa chọn cây kéo này. Đấy, và em có một cái mẫu xịn hơn thì các bác có thể sưu tầm sang. Cái mẫu này là hơi đắt. Đấy, mẫu này thì em cũng ít về. Đây là một cái mà thuộc bác nào mà đẳng cấp nhất, chịu chơi nhất thì các bác hãy sử dụng cái mẫu này. Đây là kéo thép đúc này. Đấy, 2 chấm tay ốp gỗ. Con này thì em đang đưa tới các bác là 300 trên một cây nha các bác nhé. Đấy, và bộ kéo thép đúc kia chắc chắn là rất nhiều bác đang chờ tới cái bộ đấy. À, đây, em cho các bác thì mình xem bộ cạp nhé. Cạp thì em sẽ có cạp đa lăng này các bác này. Cạp 2 chức năng. Đây là cạp 2 chức năng. Đấy, một phần của nó là cây tròn và một phần của nó là cây chéo. Hôm nay em cũng giảm giá cho các bác là sẽ còn đang là 450 và sẽ giảm giá là còn 400 trên một cây. Và với cạp tròn và cạp chéo thì giá sẽ rẻ hơn nha các bác nhé. Vẫn cùng chất liệu nhưng nó sẽ rẻ hơn này các bác này. Bộ cạp tròn và cạp chéo này với cái chiều dài của nó là 20 cm và phần tay của nó là phần tay tròn, là mẫu đẹp nhất nha các bác nhé. Đấy, một tròn một chéo, các bác có thể mua một bộ đôi này. Đấy, và lên đây còn cây kéo này nữa. Hôm nay thì em sẽ giảm giá sale đặc biệt cho các bác về cái dòng kéo loại 1 này. Với cái cây kéo này thì nói thật với các bác là em cũng đã đưa tới các bác rất chi là nhiều rồi. Đấy, nhưng mà rất nhiều bác chưa phân biệt được cây loại 1 với loại 2 như thế nào. Thì hôm nay đây là các bác đang xem một cây kéo chuẩn nhất luôn đây. Và cũng sẽ giảm giá cho các bác 50.000 nha các bác nhé. Giảm giá 50.000 có nghĩa nó đang là 250.000 và hôm nay nó chỉ còn có 200 thôi. Đấy, và em sẽ bao ship tới tận nhà các bác luôn. Đây các bác nhá, cây kéo thép đúc ốp gỗ 2 chấm. Đấy, nó sẽ nằm trong vỏ bọc như này. Cái này thì nó sẽ có rất nhiều loại. Nhưng mà khi các bác đã tìm tới đơn vị em thì các bác đã tìm được một địa chỉ uy tín về tất cả các loại kìm kéo cưa. Đấy, mỗi bác cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh các bác nhé. Để em sẽ đưa tới các bác nhiều những cái dụng cụ hay. Và giá thì sẽ phải là giá cạnh tranh rẻ nhất luôn. Đấy, và hôm nay bộ đục 10 cây đây các bác này. Đục này thì nhà em tự mài ra nhá. Với chất liệu là chất liệu thép lò xo dây. Đấy, sẽ có cây móng này, hớt này, thẳng này, các loại luôn. Một bộ gồm có 10 cây như này. Và hôm nay mỗi mà bác mua thì sẽ tặng theo các bác một cây dùi đục gỗ nghiến da. Phải gọi là cực đẹp luôn nha các bác nhé. Tặng cho các bác luôn. Đấy, giá sẽ là 350.000. Miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Đấy, còn cây cưa 2 lưỡi này bác nào mà mua một cây nhá, em cũng để cho các bác khuyến mại giá 60.000. Đấy, đặc biệt vào hôm nay thì em sẽ có cưa lọng Nhật bãi này các bác này. Đấy, các bác biết cái cưa này thì một ngày em cung cấp cho các bác bao nhiêu không? Nếu như các bác mà đã dùng cái loại này rồi thì các bác không muốn dùng một loại nào nữa. Đấy, và con này em đang bán là em đang bán với giá cho các bác khuyến mại đi 80.000 đồng trên một cây. Nếu về cưa thử không ngon các bác gửi trả lại em luôn, không mất một đồng tiền nào các bác nhá. Đây là cưa lọng bãi Nhật. Đấy, em đang cung cấp xỉ lẻ trên toàn quốc. Đấy, bác nào mà muốn mua con xịn hơn thì em có xịn hơn nhá, loại nào cũng có. Đấy, và đây là bóng này, bóng ghép này, bóng ghép thì sẽ đi theo với dao. Hôm nay thì em đã về một dòng, một lô dao Japan như này, bác nào không mua rất chi là tiếc. Và đặc biệt con dao này còn làm được cả hai mặt, cả trái và cả phải các bác ạ. Cả trái và cả phải luôn nhá các bác nhá. Đây. Đấy, và giá của nó thì sẽ rất chi là hợp lý, lẹp 5 lớp này. Rất chi là chắc chắn và dòng dao này gấp được. Em đang đưa tới các bác là 150.000 đồng trên một con. Đấy, còn bóng thì em có các loại từ 3 phân, 5 phân bóng ghép cây nhá. Đấy, các bác muốn mua 3 phân thì chỉ có 30.000 thôi, 5 phân là 50.000. 4 phân có, 6, 7 phân có hết. Các bác cần loại nào cũng có. Đấy, rìu sói thì hôm nay đây em có nha các bác nhé. Rìu sói này là một bộ rìu sói sưu tầm. Các bác này, chất lượng không? Thật sự là quá chất luôn các bác nhé. Đấy, rìu này vừa chặt xương vừa chặt củi này. Và nó là thép đúc liền, hoa văn rất chi là đẹp. Đấy, con này em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 320.000 đồng trên một con nhá các bác nhá. Miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Rìu sói này em có cả rìu sói 3 đốt này, USA này các bác này. Đấy, con này thì đắt hơn một chút xíu nhá. Đây, còn nếu như bác nào mà yêu cầu mà muốn mua kéo Nhật Bản xịn thì hôm nay em có ARS đây. Đây là một cái mẫu kéo Nhật, kéo cầm tay để các bác thì mình cắt cành khỏe nhất và bền nhất thì các bác sử dụng con này cho em. Nhưng con này giá hơi cao các bác nhá. Giá của nó đang là 700 đây các bác ạ. Cưa Nhật kìa. Nếu như các bác mà sử dụng cưa cành to, muốn cưa thật sắc, ngọt, lét, căng thì em sẽ có cưa Nhật đây. Cưa bút đi đây. Đấy. Các bác theo dõi bộ kéo đúc kia một tẹo nữa em sẽ lên bộ kéo đúc cho các bác thì mình xem nhá. Cứ từ từng mẫu một. Đây là một bộ cưa gồm có 35cm và 30cm và 27cm. Đấy, và bộ cưa Nhật này thì giá của nó là bao nhiêu để đón mừng 30 tháng 4 thì em đang bán loại 1, loại xịn chuẩn nhá, là 450.000 một cây 35, nhưng hôm nay các bác mua giá sẽ còn là 380.000. 380.000 một cây cưa 35cm này, các bác nhìn với cái vân lổi của nó đây. Chứ cưa loại 1 loại ánh nhá, một cái ánh sáng hào quang như thế này. Đấy, và bác nào mà đã tìm thấy em thì các bác cứ yên tâm về cái sự uy tín về chất lượng đi. Đấy, và shop em thì chuyên giao xỉ lẻ trên 63 tỉnh thành của đất nước. Bác nào đang muốn mở cửa hàng thì cứ liên hệ tới em. Tặng cho các bác luôn một con cưa bút đi Japan đây. Con này thì bác nào mà đã sử dụng rồi thì cho em xin một cái bình luận, bởi vì con này giá của nó rất chi là cao, nhưng đổi lại thì các bác sẽ sử dụng nó lâu dài và chất lượng. Đấy, con này em đang đưa tới các bác 500 thì hôm nay em sẽ giảm giá cho các bác còn 450 nha các bác nhé. Đấy, và một bộ cưa này nữa lên xong sau đó lên kéo đúc luôn cho các bác này. Bộ cưa tay gỗ hương ngày hôm nay em cũng có này. Cưa gỗ hương thì sẽ gồm có 3 cây, một cây 15, một cây 20 và một cây 23. Đấy, và bộ cưa này thì là một bộ cưa chuyên nghiệp dành cho các bác thì mình làm cây cảnh này. 15cm là 150, 20cm là 200 và 23cm thì sẽ là 300. Bộ cưa làm cây cảnh và gấp được nhá, tay gỗ hương quá là ngon luôn các bác này. Đấy, và bây giờ thì em sẽ lên phần trên này để gửi tới các bác về bộ kéo đúc. Hôm nay kìm chết cho các bác nhá. Bác nào hôm nay đặt kìm chết đi. Một cái giá bất ngờ và sốc nhất của video ngày hôm nay nếu như các bác đặt hàng. Đấy, bác nào đặt ở video này em sẽ đưa tới các bác một cây kìm chết sửa chữa vừa làm cây, làm tất cả các loại luôn các bác này. Các bác nhìn em mở nhá. Đấy, các bác mở ở đây. Con này USA. Đấy, và nhà em sẽ nhận giao xỉ nhá. Bác nào mà muốn bán xỉ thì cứ liên hệ tới em luôn. Đấy, và với đôi kéo này thì ngày hôm nay là bao nhiêu? Bởi vì đây là một bộ kéo mà tất cả các bác làm cây cảnh thì đang muốn sưu tầm và săn lùng. Cái hàng này đó là hàng thủ công, không có sẵn các bác ạ. Các bác thấy em rất chi là lâu em mới đăng một lần. Đấy, và ngày hôm nay thì tất cả các bác mua thì đều được giảm giá 100k đấy các bác nhá. Nó đang là 600 và hôm nay em sẽ giảm giá cho các bác là còn 500.000 trên một bộ đôi như thế này. Đấy, và sẽ có mấy chục bộ như này, đợt này là nhiều nhất nhá. Còn những đợt trước thì có mấy đôi một. Đấy, bác nào mà đã yêu quý kênh và đang muốn tham khảo những cái dòng kéo tốt thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại của nhà em. Có Zalo để tư vấn các bác. Đấy, còn kéo bếp này nhá. Kéo bếp này thì có 50.000 một chiếc thôi này các bác này. 50.000 đồng một chiếc. Cắt xương cắt thịt ở trong bếp rất ok, 50.000. Còn với một cái bộ kéo ngày hôm nay mà khi các bác mua một tặng một đây, nếu như làm vườn cắt cành hồng, cắt cành cà phê, cắt cành điều, cành bòng, cành bưởi thì các bác nên sử dụng mẫu này cho em. Còn mẫu đúc này các bác chỉ sử dụng để làm cái cảnh thôi các bác nhá. Đấy, em nói luôn như vậy bởi vì chia sẻ là phải chia sẻ thật để các bác mình về còn làm được. Hôm nay thì mỗi một bác mua một cây kéo em sẽ tặng cho các bác một cây kéo tỉa trắng Japan như này. Đây, các bác nhìn. Cây này thì đã rất nhiều video em đã tỉa cành cho các bác thì mình xem rồi. Nếu như không sử dụng cây này thì còn sử dụng cây nào? Lưỡi răng cưa này các bác này. Chống trượt, cây này là cây tặng nhá. Em bán 100.000 đấy nhưng mà tặng các bác luôn này. Tặng các bác. Đấy, và tặng khi các bác mà mua cùng theo một cây kéo thì hôm nay có kéo Kabushi. Một cái dòng kéo thương hiệu nổi tiếng mà nếu nó làm vườn mà em bán phải nói là quá nhiều luôn. Được rất nhiều những cái lời khen ngợi của bác với cây kéo Kabushi này. Hôm nay khi các bác mua một cây này tặng cho các bác một cây kéo tỉa. Mọi khi là một cây này nó đã là 250 rồi nhá. Nhưng hôm nay giá chỉ có 200.000. Miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Đấy. Và nếu như các bác mà lấy cây SK5 Japan. SK5 Japan thì nó cũng là quá đẳng cấp luôn này các bác này. Các bác nhìn với cái chế độ chất lưỡi thép của nó, lưỡi thép carbon. Các bác dùng siêu bền, cắt cành cứng thoải mái cho em luôn. Cắt cành to bằng ngón tay này các bác này. Nếu như làm vườn các bác lựa chọn nhé, cái mẫu này trước là 250.000 một cây. Và hôm nay các bác mua cũng sẽ được giảm giá ở cái chương trình này là 200.000, tặng theo một cây tỉa và miễn phí ship tới tận nhà. Tất cả các bác mà xem video mà các bác đang có điện thoại thông minh, có Zalo, hãy kết bạn với những đầu số điện thoại trên của nhà em nhé, để em sẽ tư vấn các bác nhiệt tình về tất cả các loại. Và đơn vị em sẽ nhận giao xỉ lẻ ship tận nhà. Bác nào mà đang cần cái đồ gì thì cứ gọi điện trực tiếp tới em. Đấy, em sẽ gửi tới các bác những cái sản phẩm này và với giá tốt nhất. Đấy, các bác nhớ chụp ảnh màn hình vào và gửi tới những đầu số Zalo kia nhá. Cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh để đón xem được thật nhiều những cái dụng cụ hay của đơn vị em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.